Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ mời các bạn cùng mình soi hai phiên bản Teramon X vừa mới ra mắt thị trường Việt Nam. Đầu tiên là phiên bản Teramon X Luxury có mức giá là 1.998.000.000 đồng. Thì cái này là phiên bản thấp của Teramon X tại thị trường Việt Nam. Con đỏ này là Teramon X Platinum, phiên bản cao hơn, có mức giá là 2.168.000.000 đồng. Thì cái phiên bản cao hơn này, Platinum này, nó có mâm 21 inch nè. Còn bản Luxury mâm của nó chỉ có 20 inch mà thôi. Nhiều bạn sẽ nghĩ rằng Teramon X là phiên bản 5 chỗ của Teramon 7 chỗ đúng không? Nhưng mà thật ra nhìn ngoại hình với lại nội thất của Teramon X này nó gần như là không ăn nhậu với lại cái phiên bản 7 chỗ. Đầu tiên nói về phần ngoại hình đi, thì gương mặt của Teramon X, cụm đèn trước của nó là hai tầng trên dưới. Còn cái phiên bản Teramon 7 chỗ bình thường á thì cụm đèn của nó là hai khoang theo chiều ngang. Và đặc biệt phiên bản Teramon X này nó có cái lưới tản nhiệt phát sáng nè các bạn, cùng với lại logo Volkswagen phát sáng. Nhìn ngầu vãi. Thì ở trong Sài Gòn mình đã thấy một vài con Teramon X này chạy ban đêm rồi, với cái mặt ca lăng phát sáng này rất ngầu nha. Cụm đèn trước của phiên bản Platinum bi trên dưới nè, ngoài ra nó còn có 6 cái mắt led nhỏ khác. Quên nói, cụm đèn trước của Teramon X là công nghệ IQ Line nha các bạn, công nghệ đèn led thông minh luôn, với khả năng mở rộng góc chiếu theo cái điều kiện chạy của chiếc xe. Mâm của phiên bản Teramon X Platinum có kích thước 21 inch ha, thông số lớp của nó là 265/45R21. Bộ mâm to vật vã luôn. Đấy. Có điều là cái bộ phanh trước á nhìn nó chưa được hài hòa với lại bộ mâm, nhìn nó hơi nhỏ so với lại kích thước mâm 21 inch. Cụm phanh trước thì thuộc diện khá to ha và được sơn đỏ nè. Nhưng mà chính xác thì phiên bản Teramon X này với lại phiên bản Teramon 7 chỗ nó vẫn chia sẻ chung khung gầm MQB nha các bạn. Thậm chí là nếu nhớ không lầm á thì là cái phiên bản Teramon X này nó cũng chung cái nền tảng khung gầm MQB với lại chiếc MPV Villoren vừa mới ra mắt thị trường Việt Nam hồi cuối năm ngoái. Giữa phiên bản Teramon X này với lại phiên bản Teramon 7 chỗ á thì nó kiểu giống như là BMW X6 và X5 á, thì cái phần đuôi của phiên bản Teramon X nó sẽ vuốt nhiều hơn cho cảm giác thể thao hơn. Và dĩ nhiên là Teramon X thì nó chỉ có 5 chỗ mà thôi chứ không được 7 chỗ ha, bởi vì cái phần mui này nó vuốt nhiều xuống. Đấy. Thì khó mà có thể đặt thêm được hàng ghế thứ ba ở phía sau như là phiên bản Teramon 7 chỗ bình thường. Đây là bờ mông của Teramon X à, hơi bị sexy luôn đúng không các bạn? Đấy, đèn sau của nó nè. Xi nhan là loại đuổi ha. Cái dải đèn sau của nó thì nó liền giữa hai bên nè ha. Và chúng ta cũng có cái logo Volkswagen sáng đèn màu đỏ. Rất cool. Bên dưới thì chúng ta có những cái cảm biến lùi nè. Và cái dải đèn phản quang á của Teramon X nó kéo dài một mạch từ bên trái sang bên phải luôn. Cảm giác cái phần mông của Teramon X nó rất là hoành tráng. Cốp xe phiên bản Platinum này là đóng mở điện ha. Và bên trong chúng ta có một cái không gian cốp. Ôi giời ơi, miễn chê luôn. Cốp này rộng 540 lít nè. Và khi gặp hàng ghế thứ hai lại thì nó hơn 1.700 lít luôn. Dư sức để được một cái bộ gôn, dư sức hai bộ cũng được nữa. Sau lòng rất tốt. Bên dưới chúng ta có một cái bánh sờ cua ha. Nhưng mà bánh sờ cua này có vẻ không phải là loại full size các bạn à. Tại thị trường Việt Nam, cả hai phiên bản Teramon X Luxury và Platinum đều có trái tim EA888, chứ danh của nhà Volkswagen. Trên phiên bản Teramon X á, thì động cơ này nó cho công suất tối đa là 220 mã lực và mô men xoắn cực đại là 350 Nm. Hộp số trên cả hai phiên bản Teramon X thì chịu Việt Nam là ly hợp kép 7 cấp nha. Mặc dù tên là Teramon ha, nhưng mà Teramon X á, cái phần nội y, nội thất của nó không giống cái phiên bản Teramon 7 chỗ mà nó lại giống chiếc MPV Villoren các bạn à. Đây, nội thất em nó đây. Góc độ cá nhân của mình thì mình thấy thích cái phong cách thiết kế nội thất của Teramon X hơn là Teramon 7 chỗ. Nhìn nó cho cái cảm giác hiện đại hơn, nhiều tiền hơn một tí. Đấy kiểu vậy. Cái nội thất của Teramon 7 chỗ á, thì nó hơi bị thực dụng quá. Nhìn nó không có được cảm xúc nhiều như là cái phiên bản Teramon X này. Và trên phiên bản Platinum 2 chúng ta có kính trước cách âm hai lớp nè, hơi bị ngon luôn. Và đặc biệt là chỉ có phiên bản Platinum mới có dàn loa Harman Kardon.
Ghế trước của phiên bản Platinum nè, có thể chỉnh được tựa đầu tới lui ha. Và bên dưới chỉnh điện rất nhiều hướng, có cả nhớ 3 vị trí nữa. Còn đây là hàng ghế sau của Teramon X. Teramon X nó chỉ có 5 chỗ thôi, thành ra là nó có 2 hàng ghế ha, thay vì là 3 hàng ghế như là phiên bản Teramon 7 chỗ. Và các bạn có thể thấy là không gian hàng ghế sau của Teramon X, wow, rất là rộng luôn. Anh bạn đồng nghiệp của mình ngồi bên trong xe mà các bạn thấy không, không gian để chân nè, cứ phải gọi là dư giả, quá rộng. Không gian đầu thênh thang luôn. Và phiên bản Platinum này chúng ta có cửa sổ trời toàn cảnh là trang bị tiêu chuẩn. Ghế của phiên bản Platinum này mình thấy là nó phối tới 3 màu lận, màu đen nè, xám nè và màu đỏ, đi viền chỉ đỏ nha, nhìn khá là sport thể thao. Những cái trang bị tiện nghi của nó chúng ta có là tựa đầu cho người ngồi giữa nè, rồi bệ tiệt tay, kim chỗ để ly, và có một cái hộc đồ nho nhỏ ở đây nữa. Rồi cảm ơn Hải nha, ngon lành. Hàng ghế sau chúng ta cũng có cửa gió làm mát nè, rồi điều hòa tự động độc lập cho hàng ghế sau luôn, điều chỉnh được nhiệt độ luôn. Tiện nghi hàng ghế sau chúng ta có thêm hai cổng sạc USB C và A. Chỗ này cũng xịn sò nè, đèn cảm ứng đấy, không có nút gì cả, chạm vào là nó bật tắt liền. Chỗ để đồ và ly nước hai bên cánh cửa của hàng ghế sau khá ổn, khá đầy đủ nha. Rồi hơi tiếc là ở đây chúng ta chưa có cái rèm che nắng cho hàng ghế phía sau. Lúc này mình đang ngồi ở hàng ghế sau của Teramon X với điều kiện là có một người lớn ngồi trước ha, và người lớn ngồi phía trước cũng rất là thoải mái rồi. Thì đây không gian mình nhận được ở hàng ghế sau, không gian đầu nè, ôi trời ơi, miễn bàn, không gian để chân nè các bạn, wow, rất rất tốt luôn. Không gian để chân như thế này mình nghĩ rằng mình có thể nằm ngã người ra một cách vô cùng thoải mái. Và cái độ ngã lưng hàng ghế sau để mình xem có thể mở rộng hơn được không. Được các bạn nè, mở rộng nhiều nhất thì có được tư thế như thế này, tuyệt vời, có thể ngủ được ngon đấy. Trở lại với hàng ghế trước của Teramon X phiên bản Platinum, bây giờ chúng ta sẽ khám phá mấy cái option của nó đi, những cái đồ chơi của nó đi. Đèn tự động hết nè, miễn bàn. Rồi vô lăng, chiếc xe này mình thấy là nó có cụm kiểm soát hành trình thích ứng Adaptive Cruise Control. Chiếc xe này có cái gói ADAS ha, nhưng mà không phải là gói ADAS full, bởi vì nó chỉ có kiểm soát hành trình thích ứng Adaptive Cruise thôi, chứ nó không có hỗ trợ giữ làn tự động. Vô lăng của chiếc xe bọc da nè, vác bên dưới nè, và nó có chữ R ở đây nữa, khá đẹp. Bảng đồng hồ tốc độ điện tử hoàn toàn, hơi bị đẹp, thay đổi được nhiều phong cách hiển thị khác nhau. Phiên bản Platinum này nó có camera 360 độ. Rồi, vào số lùi cho các bạn xem nè, camera 360 độ của Teramon X. Có vẻ chất lượng hiển thị của nó không thật sự nét nha, chấp nhận được thôi. Hiển thị 360 độ nè, đó. Đó, hai bên. Rồi, ngoài ra mình thấy ở đây nó có tính năng hỗ trợ đậu xe tự động. Các bạn nào mà lái yếu, ngại lùi xe thì tính năng này sẽ hỗ trợ rất là tốt. Tiếp theo, mình thấy là hai ghế trước của Teramon X nó có làm mát ghế trước các bạn à, và cả sưởi ấm ghế trước luôn. Mình phát hiện ra là Teramon X nó cũng có cảnh báo áp suất lớp nè, rồi có kết nối Apple CarPlay với điện thoại đầy đủ hết nha. Sẵn tiện cho các bạn soi chìa khóa của Teramon X nè, rất đẹp nha. Mình nhớ không lầm là chìa khóa Teramon X đẹp hơn, bóng bẩy hơn, hiện đại hơn so với lại Teramon 7 chỗ mà mình từng test trước đây. Các bạn thấy gì không? Đèn ambient light bên trong nội thất nha. Đó, hơi bị đẹp. Rồi, bên dưới này chúng ta có hai cổng USB A và C để lấy nguồn cho thiết bị di động, cùng với lại tính năng sạc không dây cho thiết bị di động ở cái vùng này. Chưa dừng ở đó, bên dưới cái hộc để đồ trung tâm, à, chúng ta lại có thêm hai cái cổng USB C và A. Nói chung là hàng ghế trước của chiếc Teramon X này có rất nhiều nơi để chúng ta có thể lấy nguồn cho thiết bị di động. Bởi trung tâm, con người trung tâm của Teramon X có hai chỗ daily nữa nè. À, rồi cần số là cái loại nhỏ nhắn xinh xắn giống như là những cái xe BMW thế hệ mới gần đây. Phanh tay điện tử thì nó nằm bên dưới và có tự động giữ phanh.
Rồi, Formotion này là cái hệ thống dẫn động bốn bánh toàn thời gian của Volkswagen. Thì nó cũng cho chúng ta biết là cả hai phiên bản Teramon X nó đều có tính năng dẫn động bốn bánh toàn thời gian Formotion ha, ngon lành. Bên dưới nữa chúng ta có một cái núm xoay để mà chỉnh chế độ lái và chỉnh chế độ đi địa hình. Chiếc xe này có rất nhiều chế độ lái và đi địa hình. Eco, tiết kiệm nè, Comfort, thoải mái, Sport, thể thao. Chuyển sang chế độ Off-road nè. À, thì ở chế độ Off-road này nó có một cái menu phụ cho phép chúng ta tùy chỉnh thêm nhiều thứ nữa. Ví dụ như là nó kích hoạt sẵn cái hỗ trợ xuống dốc, hỗ trợ lên dốc, rồi hệ thống dẫn động bốn bánh ở chế độ Off-road, rất nhiều thứ. Cuối cùng là chế độ đi tuyết Snow. Ok, nãy giờ chúng ta soi chiếc Teramon X này cũng gần đầy đủ rồi. Bây giờ tới phần kết đi. Có thể là các bạn sẽ thấy là Teramon X ở thị trường Việt Nam á, nó sẽ hơi giảm chân người anh em Touareg của nó, bởi vì cả hai mẫu xe này đều là hai mẫu xe SUV cỡ trung 5 chỗ của nhà Volkswagen. Nhưng mà mức giá của Teramon X thì nó rẻ hơn Touareg rất nhiều. Cụ thể là nó rẻ hơn Touareg đâu đó khoảng từ 800 đến 1 tỷ. Thì mình sẽ làm rõ vấn đề này. Trong cái danh mục sản phẩm của nhà Volkswagen đó, thì họ định vị Teramon X sẽ là cái mẫu xe CUV 5 chỗ kiểu như là phổ thông, bình dân thôi. Còn Touareg nó là cái mẫu CUV 5 chỗ cao cấp. Thành ra là khi các bạn nhìn thấy Touareg hay là ngồi trong Touareg thì các bạn sẽ có được những cái trải nghiệm nó xịn sò hơn, cao cấp hơn so với lại Teramon X. Nhưng mà nói gì thì nói thì mình thấy con Teramon X này đẹp, nam tính các bạn à, 2 tỷ đến 2 tỷ 2 được của nó. Đấy, thiết kế cool ngầu ha. Rồi option khá ổn, thương hiệu thì cũng khác bọt tí. Đấy, các bạn thấy cái Teramon X này như thế nào? Các bạn hãy comment bên dưới cho mình biết. Ok, vậy nha, xin cảm ơn.